Theo chị thì công nhân có kinh doanh dạ thảo liên được không? Theo các anh chị thì điểm mạnh của công nhân là gì ạ? Điểm mạnh của công nhân là gì ạ? Thứ nhất là họ có rất nhiều mối quan hệ. Mối quan hệ nhiều. Có đúng không? Anh chị ơi, tầng lớp công nhân với tầng lớp nông dân ở Việt Nam nó đông như quân Nguyên luôn. Đông như quân Nguyên luôn. Có đúng không? Một cái công xưởng hoặc một... Đúng rồi, họ có nhiều đồng nghiệp lắm. Cái thứ hai là công nhân là những người đang độ tuổi làm ra tiền và cũng là tiêu tiền chính. Làm ra tiền, có đúng không các anh chị? Đối tượng tiếp theo cũng là đối tượng tiêu tiền chính. Đúng chưa ạ? Đúng rồi, họ tin tưởng, họ rất tin tưởng lẫn nhau luôn. Đúng không ạ? Họ tin tưởng nhau. Bởi vì họ sống với nhau hàng ngày. Công nhân họ sống với nhau có khi nhiều hơn họ sống với chồng, nhiều hơn họ sống với con họ ấy. Bởi vì khi mà mình thức ấy là mình làm việc, đúng không? Còn về nhà là chỉ ăn mới ngủ thôi mà, 8 tiếng ngủ thôi. Công nhân họ mà họ làm 8 tiếng, họ mất 2 tiếng di chuyển là 10 tiếng. Thế thì các anh chị sẽ thấy là gì? Uy tín cao đúng không? Tin tưởng. Đúng chưa ạ? Chính xác rồi các anh chị? Chính xác luôn. Thế thì các anh chị phân tích được điểm mạnh của dạ thảo liên. Đây là điểm mạnh của công nhân và điểm mạnh của dạ thảo liên. Các anh chị ơi nhá, riêng điểm mạnh của dạ thảo liên các anh chị phải nhấn liên tục cho em. Riêng cái điểm mạnh của dạ thảo liên các anh chị phải nhấn liên tục cho em. Điểm mạnh của dạ thảo liên là gì? À, già trẻ lớn bé gái trai nam nữ giàu nghèo dùng hết. Vùng cao vùng sâu thành phố dùng hết. Sử dụng được nhiều lần. Thế là cái tệp khách hàng rất rộng rồi. Những cái vấn đề này nó mới kinh điển này. Một người mua cả nhà sử dụng. Các anh chị có thấy cái sản phẩm nào mà mua một sản phẩm cả nhà dùng, đánh răng cả nhà, nhỏ đánh răng, ngứa cả nhà bôi ngứa, đúng không? Thì khi đấy các anh chị sẽ thấy rằng là gội đầu cả nhà gội đầu, đúng không các anh chị? Kể cả dung dịch vệ sinh phụ nữ của dạ thảo liên đẩy đàn ông cũng vẫn sử dụng được, đến an phụ khang của dạ thảo liên đàn ông cũng sử dụng được. Đấy là những cái sản phẩm mà thâm kín nhất đi. Thế thì các anh chị phải phân tích được các một loạt các điểm mạnh của dạ thảo liên ra, sau đó các anh chị lại phân tích điểm yếu của dạ thảo liên. Có phân tích được không? Ôi, dạ thảo liên có một cái điểm vô cùng yếu, đó là cái sản phẩm nó chỉ nằm ở trong lòng bàn tay cái thôi này. Cước phí vận chuyển cực kỳ thấp. Có đúng không các anh chị? Sản phẩm dạ thảo liên nó là sản phẩm tinh dầu. Tinh là gì? Tinh chế rồi. Nên nó chỉ cần một xíu này thôi là nó đã có công dụng rồi. Nên là các anh chị cứ phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu, cả kể cả điểm yếu của công nhân nữa. Khi bạn làm công nhân ý, thì bạn gặp phải những cái điểm yếu gì? Thứ nhất ý, đó là bạn ít thời gian. Khi bạn ít thời gian thì công ty đã trang bị cho các bạn là các tờ rơi, tờ gấp, đúng không? Tôi có thể cung cấp cho bạn những cái bài viết sẵn, có đúng không? Tôi sẽ dạy cho bạn những cái phương pháp bán hàng. Thế thì cái điểm yếu của họ mình cũng phân tích được, bạn ít thời gian. Cái thứ hai nữa là công nhân thì sao ạ? Họ có một cái điểm yếu gì nữa ạ? Là họ ít online. Không sao, bởi vì họ gặp nhau offline nhiều, họ vẫn bán tốt. Còn online thì bây giờ có cái gì ạ các bạn? Bây giờ đăng bài có hẹn giờ rồi mà. Việc của mình là cứ đăng bài đến giờ đấy là post nó lên. Đến giờ đấy là nó tự post mà. Mọi người đã biết cách làm một cái video đi. Mọi người làm một cái video hướng dẫn cách đăng bài tự động trên Facebook. Thế là cứ làm cái video, làm cái video cho nó vào phần hẹn giờ. Thế là cứ đến giờ đấy là nó đăng lên. Cứ giờ đấy là nó đăng lên. Thì khi đấy các bạn sẽ tuyển rất là nhiều công nhân vậy. Các bạn tuyển ai cũng vậy. Phải phân tích được điểm mạnh điểm yếu của người ta.